Liên quan đến khởi động lại ngành du lịch, mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại chương trình tour du lịch đường sông bằng tàu cao tốc tuyến Bạch Đằng Cần Giờ. Động thái này nhằm từng bước khôi phục ngành du lịch an toàn với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá thành phố của du khách. Sau đây là ghi nhận của phóng viên bản tin. Những du khách này đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia tour du lịch đường thủy đầu tiên sau thời gian dài thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội khởi hành từ bến bạch đằng ở trung tâm thành phố tàu cao tốc đưa du khách dọc sông sài gòn thưởng lãm cảnh quan hai bên bờ hướng về xã đảo cần giờ du khách đã có những trải nghiệm thú vị từ không khí trong lành của hệ sinh thái dùng ngập mặn điều đặc biệt của tour du lịch này là hoạt động tương tác với người dân địa phương tại điểm đến những chiếc xe đạp cũ của người dân ấp thiền liền được xếp sẵn trên đường chờ du khách đạp xe để trải nghiệm những món ẩm thực là đặc sản của địa phương được đem ra mời khách cùng với nhóm đờn ca tài tử với những giai điệu miền tây nam bộ đặc sắc để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách trong bối cảnh tất cả các hoạt động xã hội dần điều chỉnh theo hướng thích ứng để an toàn với dịch covid 19 du lịch đường sông là một trong những sản phẩm du lịch có tính an toàn và hấp dẫn cao với sự nỗ lực của doanh nghiệp du lịch đang ngày càng đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho du khách dùng bình cửu rượu mới để khôi phục hoạt động ngành du lịch cùng với các chương trình tham quan cần giờ bằng đường bộ tuyến tham quan đường sông bạch đằng cần giờ kỳ vọng sẽ góp phần mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách trong thời gian tới khi thành phố quay trở lại nhịp sống kinh tế xã hội nhộn nhịp bình thường du lịch đường sông càng có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ của thành phố mà vẫn đảm bảo nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách